vị các bạn, chúng ta hãy lộ một tràng pháo tay thật lớn, thật lồng nhiệt để chào đón cô dâu và chú rể. Xin mời, xin mời cô dâu và chú rể sẽ trở ra chiếc bàn danh dự của mình đi ạ. Xin mời. Trở về chiếc bàn danh dự của mình nhạc. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, các bạn trân trọng và kính mến, trước khi làm chương trình trân trọng kính mời chú rể và cô dâu hai em sẽ cùng ngồi xích lại gần nhau một chút nào. Xin mời chú rể tay phải ôm vào em cô dâu. Xin mời. Kính thưa quý vị thân mến, sau khi quý vị các bạn đã ổn định những vị trí ngồi trang trọng của mình thì cho phép tôi xin được trân trọng kính chuyển lời của gia đình đỡ lời cho chú rể và cô dâu, trân trọng cảm ơn tới sự hiện diện, sự có mặt của toàn thể quý vị, sự hiện diện, sự có mặt của quý vị đó là niềm động viên tinh thần rất lớn dành cho gia đình cũng như cô dâu và chú rể trong chương trình đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Vâng, kính thưa các cụ, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể tân quý khách gần xa, vâng, tại đúng là yêu nhau thì chẳng quản xa gần, cầu không tên vịt cũng lần mà sang, yêu nhau chẳng quản lầm than, đá vàng cũng quyết, phong ba ta cũng liều. Có thể nói rằng tình yêu rất là gần gũi, thiêng liêng và cao cả. Tình yêu là sự hòa hợp giữa hai con tim, và để rồi tìm hiểu, yêu thương, gắn kết và tạo dựng, đó là quy luật của con người trong kiếp nhân sinh. Và từ khi còn trẻ, còn bé, cô dâu và chú rể của chúng ta đây đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương đùm bọc của ông bà, cha mẹ, hai bên gia đình. Và khi khôn lớn trưởng thành, trên bước đường học tập và công tác, đôi tân hôn cũng đã gặp gỡ và quen biết nhau, và họ quyết định trèo lái con thuyền tình yêu của mình. Và để rồi đến ngày hôm nay đây, đã cập được bến bờ của hạnh phúc, được sự đồng lòng, đẹp ý của hai bên gia đình, được sự nhất trí hoan nghênh của chính quyền địa phương. Ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt mà hai bên gia đình đã lựa chọn. Gia đình nhà trai chúng tôi long trọng tổ chức đại lễ thành hôn cho chú rể Chí Hào sánh duyên cùng với cô dâu Ánh Minh trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, ngay sau đây không để quý vị và các bạn chúng ta phải chờ lâu thêm nữa, xin mời các nhà nhiếp ảnh gia, các nhà quay phim cũng như các bạn trẻ nam nữ thanh niên đang sở hữu chiếc điện thoại đời cao nhất 110i 1208 cũng như iPhone, iPad hoặc không bát nào, hướng máy quay truyền hình của mình về với sân ga Trung Thủy và cùng ngắm nhìn cặp trai tài gái sắc trong chương trình đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Trân trọng kính mời chú rể và cô dâu, xin mời hai em sẽ cùng khởi thân đứng dậy, cúi đầu nhẹ nhẹ ra mắt quan viên bốn họ của hai bên gia đình. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị thân mến, giờ vàng giờ ngọc đã đến, hồi chuông vàng đã điểm. Ban tổ chức xin được trân trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của chú rể Chí Hào sánh duyên cùng với cô dâu Ánh Minh trong buổi trưa ngày hôm nay chính thức được bắt đầu. Xin mời quý vị các lộng một trong đất lớn. Xin mời. Và kính thưa quý vị thân mến, vừa rồi quý vị các bạn đã được chứng kiến màn ra mắt của cô dâu và chú rể trong chương trình đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin mời hai em sẽ cùng sit down free. Xin mời hai em ngồi xuống ạ. Xin mời. Kính thưa quý vị thân mến, vừa rồi quý vị đã được chứng kiến màn ra mắt của cô dâu và chú rể trong chương trình đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Vâng, kính thưa các cụ, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể tân quý khách gần xa. Vâng, thật đúng là kể từ ngày hôm nay đây thì anh mới hỏi làng, che kia đủ lá đan giản được chưa? Ngày ngùng những em vẫn cứ thưa, nói sang cho đẹp, cho vừa lòng nhau. Để cho anh về, anh lấy buồn cau, mang sang thêm với giàn trầu nhà em. Trăm năm thì trong cõi người ta, ngày vui hạnh phúc, ắt là từ đây. Mừng thầm, đạt đã bén dây, dòng sông bên nước ngất ngây vì tình. Anh đi, anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cả dầm tương. Nhớ ai say lắm dầm xương, nhớ ai tắt nước bên đường hôm nào. Ngày nào Minh bé còn thơ, mãi lẽ em đã lớn khôn thế này. Cơm cha áo mẹ chữ thầy, ghi sâu ân đỏ những ngày toàn thơ. Đất vắng cây, đất ngừng hơi thở, người với người sống để yêu nhau.
có chầu không thể thiếu cau, làm sao cho đỏ môi nhau thì làm, đến đây ăn một miếng chầu, không ăn tưởng để cho nhau bằng lòng. Chầu lầy, chầu tính, chầu tình, chầu lắc, chầu phượng, chầu mình, chầu ta, chầu tiên cánh phượng làm mai, ăn vào cho đỏ ửng hai má hồng. Thế vừa rồi qua sông thì phải có bến đò, đám cưới phải hát phải hò mới vui. Vâng, để mở đầu cho chương trình văn nghệ chúc phúc mừng duyên cho chú rể và cô dâu, trân trọng kính mời tôi toàn thể quý vị, chúng ta cứ tự nhiên xây chầu xây nước và cùng trở lại với giọng ca của Hương Diều sẽ truyền tải đến quý vị và các bạn những ca khúc lồng nàn tình ái, hát bái lời tình yêu. Chúc mừng hạnh phúc cho đôi tân nang tân gia nhân, xin được trân trọng kính mời. Và kính thưa quý vị khách quý trân trọng và kính mến, lời đầu tiên thì cho phép Hương Diều xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị. Và để mở đầu với trang văn nghệ chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ, xin được gửi tới toàn thể quý vị với nhạc phẩm ca khúc Người ơi hãy về. Xin được trân trọng kính mời quý vị cùng tự nhiên xây chầu xây nước, cùng thưởng thức và đón nghe. Thank you.
xin một tràng pháo tay đầu tiên tinh thần tới quý vị được không ạ? Trân trọng cảm ơn quý vị rất cho nhau. Vâng, kính thưa các cụ, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể tân khách gần xa. Vâng, liên tục chương trình đại lễ thành hôn nẻ hôm nay. Ngay sau đây tôi xin trân trọng kính mời mẹ thân sinh ra cô dâu Ánh Minh trở lại sân khấu có món quà kỷ niệm trao cho hai con trong chương trình đại lễ thành hôn nẻ hôm nay. Vậy ban tổ chức xin được trân trọng kính truyền lời mời. Kính thưa quý vị thân mến, vẫn thật đúng là kể từ ngày hôm nay đây, kể từ ngày hôm nay đây thì con đã là dâu, giống như mẹ thỏa ban đầu đó thôi, xuyến sao khó tả thành lời, mà sao lòng mẹ bồi hồi lắm thay, cho con kỷ vật thế này, chắc chịu lòng mẹ nhớ ngày xa xưa. Kính thưa quý vị đã đang hiện diện, trở lại sân khấu lúc này là mẹ thân sinh ra cô dâu Ánh Minh, có món quà kỷ niệm trao cho hai con trong chương trình đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Và đỡ lời cho chú rể và cô dâu, trân trọng cảm ơn món quà của mẹ rất nhiều. Và trân trọng kính mời với toàn thể quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật lồng nhiệt để chúc mừng phúc cho cô dâu và chú rể. Xin mời. Để liên tục chương trình đại lễ thành hôn ngày hôm nay, ngay sau đây tôi xin trân trọng kính mời anh trai của cô dâu Ánh Minh cũng trở lại sân khấu có món quà kỷ niệm trao cho hai em trong chương trình đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời và xin mời các nhà nhiếp ảnh gia, các nhà quay phim trở về từ trường quay S9 của kênh Hưng Yên ghi lại bức hình đẹp nhất trong chương trình đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, anh chị em thì như thể chân tay rất lành đùm bọc giả hay đỡ đần. Quý vị và các bạn đang được trả lại món quà kỷ niệm của anh trai cô dâu Ánh Minh có món quà kỷ niệm trao cho hai em trong chương trình đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Kính chuyện đời của gia đình đã lời chú rể và cô dâu. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, đã đặt hiện diện trước mặt cô dâu và chú rể của chúng ta đây là những tầng bánh gato tượng trưng cho những lớp thang, những cung bậc thăng trầm của cuộc sống mà cô dâu và chú rể sẽ phải vượt qua để đi đến bến bờ của hạnh phúc. Trân trọng kính mời hai em cùng tay trong tay cắt lên những chiếc bánh tình yêu. Xin mời. Kính thưa quý vị, bánh này bánh nghĩa bánh tình, bánh tròn như thể mối tình đôi ta. Hôm nay có họ hàng cô bác đến nhà, chỉ có chén trà điếu thuốc gọi là mừng duyên. Trai anh hùng sánh với gái thuyền quyên, trăm năm hạnh phúc lời nguyện từ đây. Kính thưa quý vị, những tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị đâu ạ? Kính thưa quý vị thân mến, để liên tục chương trình, trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hai em sẽ di chuyển sang bàn rượu xung quanh làm thủ tục rót rượu tình yêu. Xin được trân trọng kính mời. Và trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tay trong tay rót lên tháp ly tình yêu. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, vâng thật đúng là rượu đào chưa uống đã say, rượu tình chưa nhấp mà say suốt đời. Cùng nhau rót chén rượu mừng, dẫu cây dẫu nhạc xin đừng quên nhau. Trăm năm dẫu bạc mái đầu, nhớ câu ý hợp tâm đầu hôm nay. Quý vị và các bạn đang được trở lại nghi lễ rót rượu tình yêu.
trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hai em sẽ tiếp tục đến với chai rượu thứ hai. Và chai rượu thứ hai khi được cô dâu và chú rể mở ra, trân trọng kính mời hai em sẽ cùng tay trong tay rót lên những chiếc ly đang để ở phía trên mặt bàn. Trân trọng kính mời chú. Một lần trân trọng kính mời bạn trẻ ga lăng mở rượu thay chú rể, xin mời. Và trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tay trong tay rót lên những chiếc ly đang để ở phía trên mặt bàn. Và số rượu còn lại, trân trọng kính mời cô dâu và chú rể tiếp tục tay trong tay rót lên tháp ly tình yêu. Kính thưa quý vị, từng giọt rượu màu hồng đang chảy từ trên tháp ly xuống phía dưới tháp ly, tượng trưng cho hai dòng máu, hai con tim của cô dâu và chú rể đang hòa chung một nhịp đập. Và để liên tục chương trình, trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình một lần nữa cùng song hành trở lại sân khấu uống rượu kết tình thông gia. Và nhận được lời mời từ gia đình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời hai bác sẽ một lần nữa hãy cùng trở lại sân khấu uống rượu kết tình thông gia. Xin được trân trọng kính mời hai bác trở lại sân khấu ạ. Bác lên sân khấu ạ. Ôi, xin mời bác lên sân khấu ạ. Và trân trọng kính mời chú rể bưng lên rượu, mời bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái. Trân trọng kính mời cô dâu bưng lên rượu, mời vị trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai, xin mời. Và sau đó trân trọng kính mời hai em sẽ cùng bưng lên rượu của mình lên ạ. Xin mời. Và xin mời cô dâu và chú rể hai em sẽ cùng đan tay vào nhau đi ạ. Và kính thưa quý vị thân mến, ngay lúc này đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng trở lại với hai bác trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình uống rượu kết tình thông gia, cũng như cô dâu và chú rể của chúng ta đây uống rượu kết nghĩa phu thê trong chương trình đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy lộ một tràng pháo tay thật lớn, thật long nhiệt, xin mời. Chào cảm ơn hai bác rất nhiều. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ đỡ ly cho hai bác trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình. Một lần nữa trân trọng cảm ơn hai bác và trân trọng kính mời hai bác tiếp tục trở về bàn dùng trà. Xin được trân trọng kính mời. Và kính thưa quý vị thân mến, vâng thật đúng là sống ở mùa đông năm 2020, các nhà thơ nhà văn có nói rằng đời người thì sống mấy gang tay, bóp mồm bóp miệng sẽ có ngày hết hơi, mà ta đây vẫn thấy bình thường. Ngày thì lao động, tối thì hát ca, ban ngày sống với lời ca, ban đêm ngồi vọng ngâm trà vì thơ. Vâng, để trở lại với chương trình văn nghệ chúc phúc mừng duyên cho chú rể và cô dâu, ban tổ chức rất muốn đón nhận một giọng ca trở về từ phái đoàn gia đình họ nhà gái sẽ cùng bài giảng lên sân khấu mang đến lời ca tiếng hát hay nhất của mình, là món quà vô giá để chúc hạnh phúc cho chú rể và cô dâu trong chương trình đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Vậy ban tổ chức xin được trân trọng kính mời. Và có giọng ca nào trở về từ phái đoàn gia đình họ nhà gái trong buổi trưa ngày hôm nay không ạ? Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời ạ. Và trân trọng kính mời một giọng ca trở về từ phái đoàn gia đình họ nhà gái ạ. Vâng, xin mời bác. Hello. Dạ, hôm nay là ngày vui của hai cháu. Tôi cũng xin hát một bài nhạc là Chuyện Vàng Thiên Lý.
bao năm dài những tiếng đỉnh núi Trăng Tà, tình yêu của hai bạn sớm chiều thiết tha, thuốc thơm khoái tỏa chan hòa, tình yêu của hai bạn ắt là từ đây mừng thầm đạn đã bén dây, mà tới lấy lá ngọc đã được trao cành vàng, dù rằng là một miếng trầu chén trà điếu thuốc được đả tình quê, dù cho công việc có bộn bề cũng vì duyên mời ta về mừng vui. Kể từ ngày hôm nay đây thì chỉ có một mái nhà thôi, hai trái tim vàng cho đôi tim vẫn đập nhịp nhàng bên nhau. Có chầu không thể thiếu cau, cho môi em thắm, cho lòng anh say. Sinh thành thì bởi mẹ cha, chung sinh hạnh phúc, mẹ cha vui cùng. Kể từ ngày hôm nay đây, nhà trai đã có một làng dâu thảo, nhà gái đã có một chàng rể hiền. Từ nay đã có anh là trai trung chính, em là gái chính trung. Anh thương vợ, hăng say công tác, em thương chồng, trung hậu đảm đang. Hạnh phúc non sông, hạnh phúc nhà, thắm tình, tổ quốc, vẹn tình ta. Vâng, để liên tục trả lại với chương trình Đại lễ Thành hôn, ngay sau đây tôi xin trân trọng kính mời hai vị đại diện cho hai bên gia đình nhà trai và nhà gái cùng song hành trở lại sân khấu làm thủ tục trao dâu và nhận rể. Xin được trân trọng kính mời. Để chào đón hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình, xin mời quý vị các bạn chúng ta hãy lồng một tràng pháo tay thật lớn, thật lồng nhiệt. Xin mời. Kính thưa quý vị và các bạn trân trọng và kính mến, để liên tục chương trình, trân trọng kính mời đến toàn thể quý vị, chúng ta hướng ánh mắt thân thương của mình về với khu vực lễ đài sân khấu và cùng đến với đôi lời phát biểu vàng ngọc của vị trưởng đoàn đại diện gia đình hòa nhà gái, có đôi lời phát biểu, đôi lời chào cô dâu cho gia đình hòa nhà trai của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời. Dạ, kính thưa ban lãnh đạo chính quyền địa phương, tôi là ông ngoại của cháu Minh, cô dâu. Nhân ngày trọng đại hôm nay, tôi xin kính thưa các cụ và các ông, các bà, các cô, các bác cùng quý vị khách quý có mặt số 10 tiệc ngày cưới hôm nay. Trước hết tôi xin đại diện thay mặt bên họ hàng nhà gái kính chúc tất cả bà con cô bác nội ngoại hai bên được vạn sự bình an, sức khỏe dồi dào, thành công và tốt đẹp. Cuối cùng, tôi không có gì hơn xin gửi đến toàn thể quý vị gần xa một lời chào nồng nhiệt nhất. Xin kính chào. Và sau đây, xin được lời trao dâu mời hết nhà trai. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác của hai gia đình và bốn họ, được sự các cháu tìm hiểu, được sự nhất trí của đôi bên gia đình, không quản chi đường xá xa xôi, các cháu một lòng một dạ quyết tâm để xây dựng hạnh phúc gia đình. Giờ phút hôm nay là giờ trọng đại của cháu Mai Chí Hào, của gia đình dòng họ chúng tôi xin trao lại là rể hiền của gia đình nhà gái, và xin nhận cháu Ánh Minh là dâu của gia đình chúng tôi và họ chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn và chúc các cụ, các ông, các bà và các cháu hạnh phúc. Xin kính mừng. Và kính quý vị bạn trân trọng và kính mến, kính truyền lời của gia đình đỡ lời cho chú rể và cô dâu. Trân trọng cảm ơn đôi lời phát biểu vàng ngọc của hai bác trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình, có đôi lời phát biểu, đôi lời trao dâu và nhận rể, trao rể và nhận dâu. Kính thưa quý vị thân mến, kể từ ngày hôm nay đây, kể từ ngày hôm nay đây thì kim chỉ đã có đầu, sông sâu đã có nhịp cầu bắc qua, liềm vui thỏa lối hai nhà,
đẹp duyên đôi lứa, đẹp lòng mẹ cha. Lời của hai bác thì như phấn như hoa, thơm như hương lúa tỏa ra khắp hôi trường. Hai ý kiến chung một lời rõ ràng, chứa chung trọn vẹn loa toan. Chúc cho con trẻ Phượng Loan trăm năm hạnh phúc, con ngoan sum vầy. Vâng, ngay sau đây xin mời quý vị các bạn chúng ta hãy cùng trở lại với hai bác sĩ đoàn đại diện cho hai bên gia đình, sẽ dành cho nhau một cái ôm, một cái bắt tay thật chặt để gắn chặt tình thông gia. Xin được trân trọng kính mời hai bác. Xin mời quý vị chúng ta lồng một tràng bắt tay thật lớn, thật lòng nhiệt. Xin mời. Trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Trân trọng kính mời hai bác tiếp tục trở về bàn dùng trà. Xin mời. Kính thưa quý vị và các bạn, trân trọng và kính mến, kể từ ngày hôm nay đây thì cháu đã thành con, bác thành ba mẹ chẳng còn là xa. Từ lấy ăn ngủ một nhà, cơm xôi nhỏ lửa nhẹ nhẹ, muôn đời không bao giờ khê. Xin chúc cho chú rể và cô dâu từ nay đã có tin vui, mà cuối năm nay sẽ có tin mừng. 15 hai cháu đẹp tình ta, cháu đầu rất khoát giống cha, cháu sau giống mẹ, cả nhà đều vui. Mà sao lẻ hai cháu sinh ra, có mái tóc đen óng ả giống bà, có đôi mắt nhìn gái thì giống cha, có đôi môi lịnh chồng thì giống mẹ, có đôi tay kiếm tiền cực giỏi chẳng khác hai ông một chút nào. Xin chúc cho toàn thể quý vị, toàn thể cô bác chị trân trọng và kính mến đi dự đám cưới trong buổi trưa ngày hôm nay, với tất cả các vận hạn đẩy lui bệnh tật, đẩy lùi tiền vô đầy túi. Chúc cho các nhỏ học tiến chớ đẩy lùi, cả nhà bố mẹ lúc nào cũng xe máy được vui. Lời chúc của MC đến đây đã xong xuôi. Xin mời quý vị chụp bà các bạn, chúng ta hãy lộ một tràng tay thật lớn để chúc mừng. Xin mời. Kính thưa quý vị và các bạn trân trọng và kính mến, vâng thật đúng là yêu nhau thì tặng một chỉ vàng, đầy đầy tung cánh chim hồng đôi ta. Bao tháng năm trở giờ hạnh phúc, cần đời xây lên mộc tơ duyên. Giờ đây bến đã gặp thuyền, đời người đã hẹn, anh nguyện thề từ đây. Vâng, để liên tục chương trình, trân trọng kính mời cho toàn thể quý vị, chúng ta tiếp tục hướng ánh mắt thân thương của mình về với khu vực sân khấu, và cùng đến với chú rể và cô dâu, đến với một nghi lễ đầu tiên, nghi lễ trao nhẫn tình yêu. Trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng khởi thân đứng dậy trở lên sân khấu. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, chiếc nhẫn tình yêu của chú rể Chí Hào của chúng ta đâu? Đề nghị chú rể móc nhẫn theo khẩn trương. Kính thưa quý vị thân mến, chiếc nhẫn tình yêu của chú rể Chí Hào của chúng ta mới đặt tận ở bên Lan Phi, mới gửi về lúc 7 giờ sáng ngày hôm nay. Xin mời quý vị các bạn tiếp tục lồng một tràng pháo tay thật lớn thật dài để cho cô dâu và chú rể làm thủ tục trao nhẫn cưới. Xin mời. Kính thưa quý vị, chiếc nhẫn tình yêu là một biểu tượng hình tròn, không có điểm đầu mà không có điểm cuối. Ông nhẫn để đâu rồi? Kính thưa quý vị, chiếc nhẫn tình yêu là một biểu tượng hình tròn, không có điểm đầu, không có điểm cuối. Điều đó minh chứng rằng tình yêu của chú rể Chí Hào và cô dâu Ánh Minh dành cho nhau sẽ bền vững mãi mãi đi đến suốt cuộc đời. Xin được trân trọng kính mời chú rể trao nhẫn cho người vợ thân yêu của mình, và trân trọng kính mời cô dâu Ánh Minh sẽ làm thủ tục trao nhẫn cưới cho người chồng thân yêu của mình. Xin mời. Vâng, từ hôm qua đến hôm nay cô dâu và chú rể có vẻ là ăn khá là nhiều cỗ, tay nó hơi béo phải không ạ? Trao xong chưa gì mà lâu thế? Kính thưa quý vị thân mến, là nhẫn thì họ đã trao cho nhau rồi. Quý vị các bạn thấy thiếu điều gì mà hai bạn chưa trao cho nhau không ạ? Điều gì ạ? Vâng, chúng cháu những người làm chương trình xin phép các cụ cao tuổi đáng kính. Người ta vẫn thường nói rằng khi yêu người ta vẫn thường hay hôn. Hôn nhau là để thể hiện cái tâm hồn của mình nó đang yêu. Và hôn thì có rất nhiều kiểu hôn, hôn đi hôn lại, hôn chiều hôn trưa. Và ngày hôm nay đây thì chú rể của chúng ta chưa có hôn bừa, mà hôn đi hôn lại, hôn vừa thì thôi. Và để chắc ăn nhất thì tôi khuyên chú rể hãy hôn vào cái bờ môi đỏ chót của cô dâu Ánh Minh, còn những chỗ khác thì MC không bàn. Và trước khi hôn thì cho phép MC phỏng vấn chú rể như thế này. Vâng, nhân ngày vui ngày trọng đại của hai bạn ngày hôm nay, chú rể có sẵn sàng dành tặng cho người vợ thân yêu của mình một nụ hôn không ạ? Xin mời. Có. Có hình là nhanh thế. Vâng, tiếp tục phỏng vấn một chú rể là một câu như thế này. Và trước khi yêu bây giờ được cưới, chú rể đã hôn cô dâu tổng thể bao nhiêu lần rồi? Hôm nay có thể bật mí cho quý vị các bạn chúng ta được biết được không ạ? Nhớ. Tóm lại là hôn chưa? Hôn rồi. Hôn rồi. Vâng, MC phỏng vấn là cô dâu đã hôn chú rể bao giờ chưa? Rồi ạ.
đôi là trả lời ăn ý thế. Đề nghị hai bạn đứng quay mặt vào nhau thì đứng theo kiểu Hàn Quốc ấy, selfie Hàn Quốc chưa? Đề nghị chú rể đặt tay vào eo cô dâu, mà trân trọng kính mời cô dâu đặt hai tay lên cái bờ vai vững chắc của chú rể đi ạ. Xin mời. Kính thưa quý vị, cô dâu chỉ được phép đứng im, mắt lim dim, tim dần dật đợi chờ liềm hạnh phúc của chú rể. Và MC đính chính chú rể một lần nữa là chú rể hãy hôn cô dâu thật sâu và thật lâu. Nụ hôn kéo dài chừng từ 10 đến 15 giây để cho các nhà nhấp ảnh gia, các nhà quay phim cũng như các bạn trẻ nam nữ thanh niên ở dưới kịp ghi hình hoặc phát trực tiếp tung thẳng lên Facebook ngay bây giờ. Chú rể có làm được không ạ? Chú rể không làm được, MC trân trọng kính mời một anh cao to đẹp trai nào ở dưới xưng phong lên làm thay chú rể ngay bây giờ. Chú rể sẵn sàng chưa? MC đến từ 1 đến 3, quý vị các bạn vỗ tay càng dài, nụ hôn chú rể dành tặng nụ hôn cho cô dâu càng lâu. Quý vị có đồng ý không ạ? Đồng ý tạm ứng một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Xin mời. Vâng, chú cô dâu và chú rể sẵn sàng chưa? 1, 2, 5, 3, xin mời chú rể vỗ tràng pháo tay thật lớn từ quý vị. Xin mời. Vâng, hôn gì mà nhanh thế? Các nhà nhấp ảnh gia chưa kịp ghi hình. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, vừa rồi quý vị các bạn đã được chứng kiến cô dâu và chú rể dành tặng lộ hôn. Mà không từng biết gì đại diện cho gia đình họ nhà gái rất nhiều, một giọng ca rất đặc biệt trong chương trình đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, vâng thật đúng là đã trải qua bao mùa hoa lở mà tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay đây đã lên vợ thành chồng. Bởi trăng cây mối tơ hồng nó đã xe thành sợi, đã lồng thành đôi, bởi vì mỗi đứa một nơi. Giờ đây anh đã có em trong đời, dẫu có phải lên rừng xuống biển, đã yêu nhau thì chẳng quản giàu nghèo, đã yêu thì yêu thật là lâu, đã thương thương tận kiếp sau vẫn còn, yêu nhau từ thuở trăng tròn, biết nhau từ thuở tóc còn ngang vai. Em như sóng biển vỗ bờ, còn anh như bãi cát đợi chờ sóng em. Em như dòng suối uốn quanh, còn anh như con nước trong lành chảy qua. Thế rồi lại tới mùa hoa, anh về xây lại tình ta thêm nồng. Ước mơ lên vợ thành chồng thì nay hai sợi chỉ hồng xe săn, ước mơ chung gối chung chăn thì nay mai trúc lăn cạnh bên nhau. Anh là rể, em lại là dâu, hai ta xây đắp nhịp cầu tương lai. Kính thưa quý vị, cuộc vui nào thì cũng muốn kéo dài, nhưng vì công việc chiều lanh đang chờ, tạm biệt xin gửi vần thơ, câu thương câu nhớ là câu chờ câu mong. Vâng, buổi lễ thành hôn của chú rể Chí Hào sánh duyên cùng với cô dâu Ánh Minh trong buổi trưa ngày hôm nay chính thức được khép lại tại đây. Trân trọng kính mời chú rể và cô dâu, hai em sẽ cùng khởi thân đứng dậy, tiến bước ra ngoài cổng, mời thuốc mời chầu quan viên bốn họ của hai bên gia đình ra về. Xin được trân trọng kính mời.